con người chiến đấu với các vị thần phương Tây. Hoa Hạ Xuyên không giả chảm sát chiến binh của Thiên Quốc, làm vỡ hoàn toàn trái tim mỏng manh của Đức Giê-hô-va. Ông ta không đủ khả năng để lật bàn, liền muốn phát động chiến tranh để giành lại địa bàn. Giê-hô-va, ngươi làm cái quần gì vậy? Không thắng nổi trận đấu thì nổi cơn khùng. Ngươi gọi đó là thắng? Đây là sự sỉ nhục trần trụi. Ta không quan tâm đến cái gọi là chiến thắng của người khác. Ngươi muốn thế nào? Khai chiến với người Xuyên không Hoa Hạ sao? Thật sự đánh nhau phải thu thập bao nhiêu cánh chim, căn bản là không hết. Ai nói với các ngươi thế? Ta muốn khai chiến với Đông Phương Thiên Đình. Chờ đã, ta không quan tâm ngươi gây chiến với ai, nhưng trận đấu thì tính thế nào? Còn thi đấu, Thiên Quốc không chơi nữa, các ngươi thích cạnh tranh với ai thì làm đi. Ta đã chạy đến tận đây nhưng vẫn còn chưa được chơi. Ngươi nói không chơi thì không chơi sao? Chính là không chơi. Ngươi làm gì ta? Hay lắm, ngươi thành công làm ta tức giận rồi. Sức mạnh khủng khiếp quá. 5.000 thiên sử bán muốn hết rồi. Tên côn đồ, ngươi vậy mà lại công khai tấn công. Đó chỉ là cảnh cáo, ta chỉ hỏi một câu thôi, còn muốn chơi nữa không? Ta cũng muốn tiếp tục trận đấu, nhưng Thiên Quốc cần 3 trận toàn thắng mới có thể thắng được. Có khả năng sao? 3 trận đấu tiếp theo, Thiên Quốc chỉ cần thắng 1 trận, coi như các người thắng, đủ rồi chứ? Quyết định vậy đi, ta không tin là không thể thắng được 1 trận nào. Do thay đổi quy tắc, Giê-hô-va lấy lại niềm tin, cảm thấy mình lại tỉnh rồi. Hoa Hạ còn lại La Phong, Trương Huyền, Diệp Phàm chưa ra trận. Sức chiến đấu của 3 người đều không yếu. Chúng ta sợ là phải tự mình ra sân rồi. Không được, thua sẽ phải chết. Còn chưa đến phút cuối, chúng ta không thể mạo hiểm. Thiên Quốc đã bị ép đến bờ vực thế này rồi, không biết Thánh Phụ còn chờ cái gì nữa. Để đối phó với quái vật, chúng ta cần tìm người mạnh hơn chúng. Thiên Quốc chi chủ phát ra lời kêu gọi vũ trụ cường giả. Ai có thể giúp Thiên Quốc đạt được 1 trận thắng lợi, ta sẽ tặng người đó một bản nguyên tinh vũ trụ coi như một phần thưởng. Nguyên tinh vũ trụ cũng đáng để ta ra tay. Chỉ là một nơi nhỏ bé đáng khinh bỉ, đấu thủ thì có thể mạnh đến đâu. Tặng cơ hội cho ta mà thôi. Vừa vặn thiếu một miếng vật liệu luyện khí, đi làm tinh một chuyến vậy. Giê-hô-va ban hành lệnh gọi vũ trụ. Rất nhiều cường giả đang tập trung về phía hệ mặt trời. Đến đây làm chuyện, đàn áp toàn bộ. Nhưng bàn tay của Giê-hô-va cũng không nhỏ. Vũ trụ cùng đại xưng đạo tiêu vong mới có thể ngưng tụ một khối vũ trụ bản nguyên tinh. Ta thích bảo vật này rồi, đợi sau trận đấu nhất định phải mượn lại. Ngươi thật sự là loại mượn rồi thì không trả lại đó sao? Tới rồi, đến lúc diễn ra 3 trận đấu cuối cùng rồi. Với sự gia tăng của các cường giả bên ngoài, bọn họ và người tu chân bản địa gây ra xung đột, Thiên Đình và Phật Môn ra tay đều khó có thể ổn định cục diện. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Cường giả ngoại lai tùy tiện làm loạn, tật tự tan giới loạn rồi. Loạn đến mức nào? Đại ca Tá Ngư Ma Vương bị bắt đi cày ruộng rồi. Chúng còn muốn bắt ta phải đi trên dây. May mà lão tôn ta đã tu Phật Ma Đạo lần thứ 3, vừa vượt qua ranh giới và đánh bại một cường địch. Thật náo nhiệt, tất cả chỉ để sưởi ấm cho ta. Ta vừa kiểm tra sơ bộ, người đến thực lực là như vậy. Cố gắng câu cá trong vùng nước khó khăn. Khí tức này, có cường giả tới rồi. Tất cả các ngươi đều ở đây, rất tốt. Cũng không cần đi tham gia thi đấu nữa. Đợi ta dọn sạch tất cả các ngươi, ta sẽ có được vũ trụ bản nguyên tinh. Các ngươi cùng lên đi, nếu không không có cơ hội đâu. Trang bức trước mặt chúng ta là không được phép. Ngươi xong rồi. Hắn đâu có gọi là trang bức, mà gọi là muốn chết. Trình độ trung bình, chỉ có cái miệng là hơi to. Chờ xem ngươi chết thế nào cũng không biết. Ta đang đọc xa không thể chịu được nữa. Các huynh đệ, cắt hắn. Cổ chi lực, phá tinh thủ. Tập trung chơi hắn. Trước mặt tứ đại bức vương chúng ta, có phần trang bức của ngươi sao? Trang bức, ngươi còn chưa đủ thực lực.
âm thầm thèm muốn những người bạn đạo giáo của chúng ta. Không bằng đi ra chiến một trận, ta chỉ cần một tay là có thể trấn áp ngươi rồi. Chết tiệt, bị hắn cướp mất lượt rồi. Ta chỉ cần một sợi lông mũi là có thể chặt hết các ngươi một lần. Ta không có ý mạo phạm, sẽ lập tức rời đi ngay. Hàng ngàn mảnh vụn xung quanh đã biến mất rồi. Hiện nay tụ tập người tu chân bên ngoài không ít, cũng đến lúc choáng váng một phen rồi. Chúng ta chia ra hành động đi, không nghe lời thì phang toàn bộ. Kế hoạch của phụ thần thành công rồi. Bên ngoài lộn xả lộn xộn, âm âm ý ý Phật môn tổn thất nặng nề. Đúng như trong dữ liệu của ta, ta cố tình làm đục nước sẽ có thể kết thúc trận đấu. Hiện tại xem ra là hiệu quả rất tốt, nhưng mà lợi ích mà phụ thần đã hứa, trận đấu không thể tổ chức được nữa, còn có lợi ích gì nữa? Phụ thần tính toán tốt, nhưng ta nghe nói cường giả Hoa Hạ đều xuất động, muốn làm dịu tình trạng hỗn loạn này. Buồn cười, chỉ dựa vào một nhóm nhỏ người của họ, lần này cường giả vũ trụ tiến vào phương này, lấy Bắc làm đơn vị, không tin họ có thể xử lý được. Thánh phụ, tu chân giả ngoại lai động loạn đã bình định rồi. Cái gì mà nhanh thế? Hoa Hạ cường giả làm sao làm được? Bọn họ mạnh đến biến thái, tiến hóa ra rất nhiều phân thân chạy đến vũ trụ các nơi, dọn dẹp tất cả những người không vâng lời. Ta mới hạnh phúc chưa đầy 3 giây, nếu như vậy trận đấu sẽ phải sớm bắt đầu. Aizo, huyết áp của ta. Thánh phụ, cường giả bên ngoài đến thiên quốc không ít, chúng ta sẽ không thua đâu. Ngươi tới đây làm gì? Muốn đối phó với chúng ta trước trận đấu sao? Đánh mấy trận 5 chiêu thôi, không cần phải dùng thủ đoạn hèn hạ đó. Đừng tưởng ta không biết, cố tình gửi tin nhắn làm mất trật tự, muốn trì hoãn trận đấu. Bộ dạng kiêu ngạo của ngươi thật kinh tởm. Vậy mục đích đến đây của ngươi là? Tới đây nhắc nhở ngươi một chút, tận dụng tốt những cường giả bên ngoài này. Chỉ còn 3 trận đấu cuối cùng, đừng làm chúng ta buồn chán. Ta sẽ sớm tạo ra siêu chiến binh, giết hết các đấu thủ Hoa Hạ các ngươi. Cả hai trao đổi những lời lẽ gay gắt. Đức Giê-hô-va mời cường giả bên ngoài đang ấp ủ một âm mưu kinh hoàng. Cảm ơn các vị đã tới. 3 trận đấu cuối cùng của Thiên Quốc đều phụ thuộc vào mọi người rồi. Trận đấu thì dễ nói, nhưng ngài có thực sự có vũ trụ bản nguyên tinh không? Đó là tất nhiên, Thiên Quốc ta xưa nay chưa bao giờ nói nhảm. Nếu ai có thể thắng trận đấu, ta sẽ lấy thứ đó ra. Vô lý, vũ trụ bản nguyên tinh cực kỳ hiếm, còn hy vọng lấy ra một cái. Nghe có vẻ hơi bịp. Đại lão chúng ta từ xa đến đây giúp, xem một chút không quá đáng chứ? Một đám lão hồ ly, thấy Thiên Quốc của ta yếu đối liền muốn chiếm lấy. Các người tính sai rồi. Ngài đừng keo kiệt vậy, nhìn một cái cũng không thiếu cân thiếu lạng được. Thời gian cũng gần tới rồi. 3, 2, 1. Đây là đệ nhất độc. Tính từ khi nó được đưa vào cơ thể, 80% sức lực sẽ bị phong tỏa trong vòng 2 giờ. Đoán đúng rồi, trở thành vật liệu sáng tạo của ta đi. Thiên Quốc sẽ ghi nhớ những đóng góp của các người. Mọi người xem xong nhớ cho mình một like nha.